đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, Zom nó đuổi kìa. Ui, em để cái bản đồ vừa đấy, nó săn cái thằng này không? Mình vẫn ăn được em ạ. Ok. Một viên. Ô, mình bắn con nhầm của bóng ma lại chết cái con đầu sắt đằng sau, nhìn nó tội đấy. Rồi, hôm nay sẽ là tròn 2 ngày kỷ niệm khi mà em đừng cổ nó được quay trở lại. Và thực sự ra mà nói thì một cái kỷ lục mà từ trước giờ mình đã được lập ra. Ôi, bị tí. Ủa, bây giờ mà hóa một sao thôi em ạ. Trời, vỡ mồm rồi. Bắt buộc phải hóa rồi. Nát ơi, trời. Một sao đây làm ăn gì. Ô, vẫn còn sống đây. Thôi rồi, héo ơi. Nhìn biết là héo ơi. À, thực sự là từ hôm qua đến giờ thôi mà mình bị sắp mặt phải mấy lần rồi. Tức là mình bị ai cận chiến ấy, anh em chơi căng quá. Sợ thật. Phải nói là anh em chơi gọi là dồn hết, gọi là tất cả của mình sẽ tâm huyết, hay là gọi là, như kiểu là từ lâu ấy, lâu rồi không được chơi anh em ạ. Thế là đâm ra toàn kiểu destroy các thứ mà đi vã nhau rồi. Đâm ra mình cũng kiểu vã lây. Không sao, thì hôm nay thì mình sẽ cầm theo bà Red Gold và chắc chắn thôi. Cái khả năng mà snap của mình thì em cũng biết rồi. Ui dồi ôi, đã đách biết bắn rồi, là còn thế này nữa thì em cũng quỳ chị luôn. Rồi, ôi. Ê, quả này cũng ghê đấy các bạn. Quả đấy mình lừa như thế rồi mà nó gần như là nó bắt được, gần như nó bắt được mình đấy. Lâu lâu ngày không gặp lại nhau mà. Ok. Mày. Ui. Quả đấy 3 hit là mình nghĩ là trúng rồi đấy. Nếu mà trúng là đẹp vãi chửa luôn. Ôi, chúng ta nói đến đâu rồi? Mình từ nãy giờ mình còn chưa kịp nói gì luôn. Thôi rồi, bỏ qua phần giới thiệu nhá, tập trung đến cái gọi là chuyên môn. 2k1 máu. Lâu lắm mà không snap ở cái map quen thuộc này. Mình tính nha. Mình rất là sợ nha, cái chỗ này này. Bây giờ chúng nó leo dễ. Ngày xưa thì ngày xưa còn bắt nạt anh em được, bởi vì là nhiều anh em không biết nhảy lên đi. Chứ còn bây giờ nó khác rồi. Bây giờ thì kể cả chuồng nhắc về nhớ là lâu lắm rồi. Mình không bắn đi vào chuồng, không biết còn bắn đi nổi không nữa. Tí nữa thì phải thử bắn đi lại anh em ạ. Toàn bóng ma thì anh em ạ, sợ quá. Để tròi như thế kia thì mỗi thằng nào dám đặt chân xuống. Ui. Giờ chỉ cần mình hơi lỡ chân rơi xuống thôi là không có đường mà chạy. Ui. Sao bạn bắn snip kia vậy? Trời ơi, em thấy không? Ui. Ui, kêu. Ôi. Thôi xong, ôi mình đã định nhảy đây là thử bắn đi vào chuồng thì nhìn thấy cái con đầu sắt nào lù lù đây đang chạy ra. Ui phải. Mình không biết có bắn đi nổi không ấy, tí phải thử lại đây. Ui, thằng này cần chiến trước con đầu to rồi, thằng Tommy. Ui ghê vậy. Một viên. Ui, bắt thấy mình. Có đấy, ôi phát này đỡ rồi anh em ơi. Ê ui, ui xả nữa. Xả nữa đâu. Ê ui, nó lì quá. Cứu. Thằng kia đâu mất rồi. Mày chạy này, à, mày nó hết ép rồi ạ. Nó có ép cái con xả nữ mà có ép cũng gọi là ghê tao phết đi nha. Quả đấy nó hết ép rồi, nó định trốn đi hồi máu đấy. Mấy mày nhìn nữa, rồi bố chui vào chuồng rồi nhanh thế. Mà em xem này đừng quên like của mình, thực sự là bắn thì nó không hay lắm nhưng mà nó cơ bản phải thấy vui. Vui hơn so với kiểu anh em kiểu trai hát với mấy các mau khác luôn. Nhưng mà anh em phải nhớ là cái cân bằng map nhá. Thỉnh thoảng vẫn phải đá qua mấy cái map kia một tí đấy. Chứ đừng có... Mình thấy đi đâu cũng đèn cổ. Sợ quá. Ui, double kill. Mình còn tưởng lại quả double kill nữa. Mình rất thích đứng ở đoạn này snap nhưng mà cực kỳ phải cảnh giác ở đoạn này. K8 máu thôi. Thì thoảng quay ra ngó tí. Chỉ sợ là vừa ngó cái đó, nó rất là lù lù sô đít rồi cơ. Cái lúc đấy nó gọi là phong tê thấp và gọi là tê trim. Phong tê. Ui. Thôi tập trung. Xạo chói nhiều quá là bị nó cào bây giờ. Có huyết thanh mình bắn đấy kiểu ui vừa mới nói. À đây có một thằng trong chuồng em ạ. Em cái đây hồi sinh. À đây
có một thằng ở kia thôi, con đầu sắt nó vào thì kiểu gì nó lướt hết đấy, đầu sắt vào nó cắt hết mà. Này cái tội thẩm du, ui cắm đầu về chuồng. Ôi đồ, vừa thế đây nó nhằng cái đâu rồi. Mình cái lợi cái mình đã có ép anh ạ, có đầu đất thì có ép ngon. Ui trận này kinh quá. Ôi thì quay tiếp tục. Ui sao đạp sớm thế. Ờ có mấy cái con epic hay là mấy con vũ khí mới và thật sự là tuổi thơ không được dữ dội lắm, bởi vì lúc nó ra mắt thì không có đèn cổ ấy. Nên là nếu mà mình cần được cầm lại thì mình sẽ chơi lại cho anh em ở cái map này nhá. Cảm giác là sự nó khác, bỏ hơn rất là nhiều. Đấy, má, mình đã nghi là chúng nó sẽ KS rồi. Ui, quả đấy vừa đi vừa bắn đấy em ạ. Ảo lòi thế. Ui dồi ôi, xà nữ không thà, xà nữ cũng bị sắp mặt rồi. Ui, sao bắn phải có 800 máu vậy? Đồ tao thoát rồi đúng không? Ừ, đồ tao thoát rồi các bạn. Trận này lại Sida rồi. À kia, có đồ to bên kia. Ui, AFK kia. Ui, kêu. Nó lao qua rồi. Sao toàn là mình chơi map này run ấy nhỉ? Ngày xưa gọi là săn mượt cứt lắm ấy, mà hôm nay cảm giác lại sợ. Nào, qua đây, mày hết ép chưa? Mày hết ép thì đến đây tao bắn. Mày, ui. Nó hồi ép nhanh lắm. Em xin lỗi. Ui, chưa chết luôn. Này, chết, ủa, nó lì thật chứ. Má, mình bắn muốn gãy tay với nó luôn. À, con đầu to chưa thoát anh ạ. 2k3. Ui, chưa chết luôn kìa. Mình xin. Ô, thầy. nó trốn mình, nó dình mình em ạ. Mà không biết mình đi qua nó. Nhiều khi đến hài mấy thanh niên rồi. Nó trốn ở cái hộp ấy. Má chết cười. Thôi chuồn. Ui con đồ to thấy mình rồi. Xong em rồi. Ôi. Ôi này. Ô. Hôm nay phải nói là rất là hên đi em ạ. Thật sự là. Ui, qua đây mà bắn trúng được luôn. Ui, không được. Qua đây mình kiểu lướt trượt lên phát rồi. Toàn có là đầu con bóng ma em thấy không? À, lòi thật. À, đi đâu quá. Ui ôi, thôi chưa, nó có hội chị em ở đây rồi. Thôi, nát rồi. Cố lên. Mình còn sống. Thôi, mình chết rồi. Ui. Triple kill luôn. Mệt thật quá. Ui bố này bố thẩm du trong chùa bảo sao. Mệt quá. Ui cái quả đấy mà mình gọi là dùng gọi là căng não ra để mà lừa hội chị em mà vẫn không thể đổi được. Cho nó ghê thật. Mệt thế tốt. Ui thế bóng ma rồi. May nhưng mà. Đó. Mình biết ngay mà, vào đấy mình Bunny anh em nhìn kiểu Bunny kiểu ngu người không? Lâu không Bunny là thế đấy. Chết rồi. Một viên. Sau này mình có cái kiểu bắn mà không phải snap nhanh em ạ. Mà theo kiểu là bắn độ chuẩn xác nó sẽ cao hơn. Mà mình sẽ hơi mất công nhắm với cả lướt chuột. Nhưng mà mình nghĩ thế hay hơn. Anh em snap mà trượt nhiều thì nó không ăn thua đúng không? Cơ mà phải chuẩn xác là nhiều chính. Mình nghĩ kiểu này bắn sneak là lại ổn đấy. Là này có con này. Không phải. Con này thì bóng ma này. Một viên rồi đấy. Bóng... Ui khay. Con này mình không nhận, mình bắn hát là 2 viên rồi. Khỏe thật. Có khi do nó khỏe hơn không nhỉ? Thường là sneak thì mình thấy 1-2 viên là chết là nhiều đấy. Mà 2 viên mà nó còn. Ui bắn trúng rồi này, đục tường luôn. 3k rưỡi. Còn quá trâu bò. Okay. Một phát mà đít. Mình thích bắn bông của xà nữ ấy. Kiểu bông nó to nó tròn nó còn căng đét thế.
xà lưỡng vũ nhiều chạy. Ui dồi. Ai nhìn ghê gớm hết nhỉ. Ghê gớm. Rồi bắt đầu cảm giác bắn. Ui bắn trượt rồi. Ui may quá. Quả đấy mà. Nhiều khi mình bắn nó tội chuẩn xác em. Nhiều khi nó kiểu. Nó bắn như kiểu hách não ấy. Nhưng mà. Có cái lúc là thời điểm nào đó thì. Đã chơi một viên là chơi hết còn được những viên còn lại. Thế nên bây giờ kiểu xàm dữ. Đó nghe tạch tạch sợ quá. Ui ui. Mày đúa. Mày đúa. Mày thì. Này thì bỏ. Ui. Ui trời trời thế. Mình sai lầm cái solo với nó. Còn bóng mai. Anh em cầm heo kiếm ít nhất phải 3 phát mới chết được. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi. Anh em thấy hay đừng quên like và đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Yeah. Chúc em một ngày vui vẻ.